Hello, xin chào cả nhà. Em Quá Cần Thơ, miền Tây, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay em xin phép giới thiệu một lô máy chụp hình. Em này em bán lô ha, 250.000 một con lô, chưa sẽ lẻ ha, lẻ sẽ giá khác nha. Nhưng mà em bán cỡ tháng hay nửa tháng gì bán không được hay là sao đây em mới chiết lẻ ra, hiện giờ là bán lô không bán lẻ ha. Máy móc là cam kết nguyên zin ha, mua sao bán vậy y gan luôn, không sửa chữa, không chấm hàng gì hết nha, có hư là hư luôn, bởi là bởi luôn đó. Con này là nguyên vẹn nè, con này con đắt gì EK160 của ta Mỹ ha. Con này là Canon E0S thôi ta, 630 rồi, đẹp luôn. Nó bụi bặm còn nguyên luôn đó, không qua bàn tay thợ sửa chữa gì hết. Rồi em này là Pentix vậy nè, con đèn LED nè. Con này thì em thấy trước mắt rồi, nó bởi cái nắp màn hình ở trên ha. Mấy con này công nhận máy chụp hình này nặng thiệt chứ. Rồi em này là Canon, cũng y gan kia luôn, E0S EOS 650. Rồi đẹp luôn. Rồi con bé này là Minota. À cái này không phải là chạy, không phải là bẫy mà là nhắn nhện. Rồi ok luôn, rồi không bởi luôn, tại vì thầy Phúc có thời gian có 5 phút à, nhiều quá cái Zalo này nó không cho đăng. EOS 700 Canon. Dạ con này có gớt cái gì nghe lo sụp xịt nghe quá, kiến thì không thấy bởi kiến đó. Và tiếp tục một em nữa là em Canon luôn, ES630 không ạ, thì y con kia luôn. Con này thì ok ha, không bởi mẻ luôn. Và kế đến nữa là một em cũng Canon luôn ha, EOS kim vậy nè. À, con này nguyên dạng ha, không bởi, không nứt luôn, không sụp xịt luôn. Và kế đến một em nữa, thằng này là Milota X3XI gì rồi. Mấy con này em nghĩ là mấy thợ chụp hình hoặc là phần phim hay là về nghiên cứu hay là trưng bày hay sao chứ mấy cái này giờ ai còn xài nữa đâu. Canon ha, ES100. Cô chú anh chị em nào siêu tập đồ cổ hay là gì đó liên hệ em ha. Rồi ok luôn. Qua đây một em nữa, Canon ES700 màu QD vậy nè. Rồi nói chung là ok hết ha, chỉ có một con là bị bởi mặt ở trên đây với một con sụp xịt ha, nó bị sụp xịt đồ đạc gì trong đó đó, là hai con bị lỗi thôi, còn như là ok hết ha. Con này là bị lỗi nè ha, để nè em chỉ lại nè, nè với con này nó sụp xịt nè đó. Rồi ngoài ra là ok hết. Quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài biếu tặng nghiên cứu hay là trưng bày thì liên hệ em ha. Giá lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 con, 10 con là 2,5 triệu, này là đóng này là 3 triệu nha, chuyển khoản bao ship. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào nhu cầu mua dùng xài trưng bày thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua.
Em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.